Nhằm mang lại một mùa lễ hội Giáng sinh 2009 và năm mới 2010 tưng bừng, Heineken đã quyết định đầu tư hàng tỷ đồng để thực hiện sự kiện Cùng Thế Giới Đón Chào Năm Mới, mở đầu bằng công trình thắp sáng đường phố ở hai thành phố lớn là Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Ngày trước Giáng sinh 2009, trục đường Lê Duẩn ở thành phố Đà Nẵng đã bừng sáng với những vòm đèn sao rực rỡ kéo dài hơn 500 mét. So với năm ngoái, chiều dài của công trình thắp sáng này đã được nâng lên gấp 3 và được đầu tư nhiều hơn về mặt thi công, thiết kế. Công trình đã thu hút rất nhiều người dân thành phố Đà Nẵng đến tham quan và chụp ảnh. Em cảm thấy năm nay đường Lê Duẩn rất là đẹp so với năm ngoái rất là nhiều. Thấy những cái dàn đèn và có những ngôi chùa xa ở trên trời, giống như mình cảm thấy rất là lung linh và rất là đẹp. Nói chung thì em thấy năm nay đường xá trang trí theo phong cách khác hẳn so với năm ngoái. Nó độc đáo hơn với những ngôi sao lấp lánh, đủ kích thước và màu sắc. Và nó là rất là đẹp. Đường phố được trang trí lộng lẫy như thế này thì khí của Giáng sinh nó sẽ trở nên tưng bừng hơn. Cũng nằm trong sự kiện Cùng Thế Giới Đón Chào Năm Mới, đêm 31 tháng 12 vừa qua, ở trung tâm đại lộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra một chương trình ca nhạc ngoài trời với âm thanh và ánh sáng hoành tráng do Heineken dàn dựng. Bắt đầu từ lúc 9 giờ tối, hàng chục ngàn người dân thành phố từ mọi nẻo đường đã cùng nhau tập trung tại sân khấu hình cầu độc đáo. Tham gia vào đêm diễn có sự góp mặt của hai nghệ sĩ nước ngoài là DJ lừng danh Sean Ray và nữ ca sĩ xinh đẹp Lauri đến từ Los Angeles. Cả hai đã liên tục tiếp thêm lửa cho không khí thêm phần rạo rực. Đối với mình là rất là hơi lạ vì bình thường ta đã năm mới rất là lạnh, nhưng mà ở đây rất là ấm áp. Lần đầu tiên mình tham dự buổi tiệc chào năm mới tại Việt Nam giống như là Times Square ở New York. Nhưng mà rất là vui tại vì người Việt Nam rất là cởi mở và thân thiện. Đặc biệt khi đồng hồ gần điểm 12 giờ, mọi ánh mắt của khán giả đều đổ dồn về phía sân khấu với sự xuất hiện của chiếc đồng hồ đếm ngược. Khi những giây cuối cùng của năm cũng trôi qua, cũng là thời khắc đám đông vỡ òa trong những âm thanh của lời chúc và ca khúc Happy New Year. Có thể nói, với những gì đã thực hiện, Heineken lại một lần nữa mang đến cho người dân thành phố những trải nghiệm độc đáo vào mùa lễ hội cuối năm.